nãy đi không mang về bà ta. Hỏi lạnh thế mẹ mày. Cái gì? Lạnh không? Ai biết là lạnh là cái gì? Ồ, tao thấy là tao cũng lạnh chứ không mày, mày không mang về bà ta. Mày đau lắm. Mới như đây mà mày edit rồi hả? Mới có 1/4 chặng đường thôi á. Còn 3 tiếng ngồi gì nữa. Chết, thì này tao cho mày hả? Tê đít này luôn. Á, à, hạ chỉ khó kéo ghê. Hạ dân cổ lái. Má chịu khó kéo quá ta. Giờ cứ đi theo 1A thôi. Cứ đi ra làng, cứ quẹo đây. Còn 123 cây số nữa. Quẹo quẹo quẹo. Chết mẹ, đi lố rồi, đi lố rồi. Quẹo. Lạnh vậy. Ai biểu tôi kêu mang về của ta, không chịu. Có mang theo về của ta không? Không luôn. Chết mày rồi. Ta nói rồi, hôm qua cãi tao. Cãi cãi. Thứ không biết gì nói chứ hay cãi lắm. Giờ lạnh lắm rồi đúng không? Chín mươi lăm, bảy chục. Bảy chục. Bảy bảy. 70. À 95 đó chị. À. Thấy xanh xanh tưởng nghe không? Lạnh quá hả? Nước này lạnh luôn rồi. Lạnh mà run tay luôn rồi. Anh thanh niên và anh thanh niên than lạnh quá rồi. Ôi. Nhưng mà tao lạnh. Nè, mặc lên không? Tao nói là đường còn xa lắm nha, cãi cãi đi á. Đi tới đó mà mày bệnh là không có đủ mà rượu sức chơi đâu nha. Tao có cái gió này, mang gió không?
thâu vô hả? À, thâu vô cái chân lên lên cao với nó. Ba nóng quá. Để đây coi. Rồi. Khoác thêm một cái áo vô. Đấy hả chồng ơi. Cái này để ngoài. Thiệt. Cái này hả? Thôi lấy cái nào cũng được. Không có mang kiến, sai lầm đúng không? Thằng Sang nó nài anh nè, nên là không lên cũng được có 100 mà. Cái xe này lên được 101. Mắt biết 102 nhưng mà lên được có 101 rồi. Nãy giờ có mấy cái đồ lên cũng đồ. Má lên được 100, lên được. Nấp gió không? Nấp thì chắc lên được. Chưa gì là đã nghe cái dấu hiệu mắc ỉa. Chưa, ý là tại vì nó tới cử rồi. Sáng này Lục thấy cái bao tay len, nhưng mà nói, ô cái này đi biển mà mang bao tay len chi. Bữa đi núi nó mới lạnh. Bà mẹ nó đi cái này cũng lạnh nữa. Tắp vô, tắp vô. Má anh cũng dở quá, anh mang cái áo khoác jean xong rồi thấy nó nặng nề quá cái không mang luôn. Lạnh thiệt chứ. Uống cống luôn. Nè, chùm chùm vô đi. Thằng Sang cởi giày ra mang thêm đôi giới vô. Sáng rồi, đi 70 thôi. Công an nó úa ra mất công. Sang nó tội nghiệp, lần đầu tiên đi mà phải đi cái chuyến dài quá. Không, hồi trước đi trên xe buýt mà có đi đường này luôn. Hôm bữa anh đi lên Đắk Lắk cũng vậy. Ồ, chạy tới 6 giờ sáng. Đổ xăng xuống bấm điện thoại bấm bấm được luôn. Cởi nón ra. Cởi nó ra, chùm cái nón ấy lên, chùm cái này nè, ừ. Xong rồi mới ụp này lên. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp không, đẹp không? Ừ. Đẹp quá, đẹp quá. Ở trên kia có cái đồi thông nữa. Ăn gì định ăn gì? Cơm. Hả? Cơm đi. Rồi quẹo trắng. Trời ơi, mặt xe lắm ơi.
là tô bún thịt nướng. Sang gì? Cơm, sườn trứng hoặc là sườn chả. Kêu thêm nước lèo hả? Lạnh quá. Giờ đã luôn. Mình xuất phát lúc 4:20, bây giờ là 7:10. Mình coi như là chạy được 3 tiếng. Giờ cần tới rồi. Cần tới rồi, còn có 1 tiếng nữa chứ nhiêu. Còn 1 tiếng nữa là tới trung tâm thành phố Phan Thiết. Đang ăn sáng. Sang Khoai Lang. Ngô Trung Kiên. Mắt nào nó đổi chót. Mình đang có mặt ở homestay Sông Ngọc Phan Thiết. Ở trên tầng thì một phòng của mình đó là như thế này. 4 giường. 4 giường, giường tầng. Phòng mình là phòng này. View mát mẻ. Đó. Lava. Có cái xích đu nhìn rất là thơ mộng. Đó. Tạm thời vì mới tới nên là mình mướn cái phòng ở trước đã. Rồi coi coi địa điểm tham quan sau. Đó. Giờ chưa có đi vội tại hơi nắng. Đi ra đường lớn á. Bình thường anh đi á là người ngồi sau đọc map cho anh, mà lần này đi với thằng Sang nên là thôi ta tự làm luôn cho rồi đi. Đừng có nói con không biết, mày con trai mày phải biết làm sao á, làm miễn biết là được chứ không nói con không biết được. Xe ở đâu chưa? Xuống là phải thông báo nha Sang, nhảy xuống vậy chắc tức. Ba vé. Dạ. 5 lẻ coi, đóng nắp lại. Đây là đường lên tháp Bosa Inu. Xếp lớp này. Không biết là do người ta cố ý ta xếp lớp về hay là gọi là làm ẩu mà nó ra như vậy.
đó có gì không ta? Căn cứ họp bàn chiến thuật này nè. Giờ là cho mấy anh chị nè mà thích cảm giác lạ. Phải không? Hai cái kiểu gì cổng trời đó. Rồi kê cái đầu vô đây nè. Xong rồi có cái đao như này. Trạm. Đằng kia xa xa nhìn thấy nó nhỏ nhưng mà nó không nhỏ đâu, nó là lầu ông hoàng. Lầu ông hoàng đó không thuộc lời. Ở đây có khách du lịch nước ngoài nên là anh em tụi mình rất là cẩn thận, đeo khẩu trang vô nữa. Hay mọi người thấy lầu ông hoàng vậy thôi hả? Nó có đường đi lên không ta? Tôi đang ở Suối Tiên bạn. Đã 3 năm rồi kể từ lần cuối mình đi chỗ này. 3 năm 2 năm gì đó. À, chắc là mình sẽ làm một số video của mấy năm trước vô. Đây là dân chơi Sài Gòn đang đi lội suối nè. Hai. Hai. Ba. Đội đoàn thám hiểm chúng tôi đang phát hiện ra được một vùng đất mới, không biết đặt tên là gì. Nắng quá. Không lấy cái gì. Hai đi chứ. Ai thèm quay chị đâu mà hello. Tao giết mày luôn á. Quê. Không mà hèn. Không hèn đúng không? Cậu mang dép vô cô đeo đi. Lịch sự quá. Mát quá. Thật là mát. Đang tự sướng hay gì? Đang vlog. Rồi. Ồ mát quá. Làm bố ơi, làm bố ơi. Này là này là hình chủ đề khỉ rừng tràm. Rừng dứa. Trời chua, trời ơi, em trời cưng ngại đây. Trai hả? Trời ơi, trai quá ta. Dạ. Mẫn nữa, mẫn nữa. Bảy rồi đó. Bình bát. Cái bình bát. Cái bình bát. Ở cái miền Tây nó hay có nhiều.
follow me. Lúc trước mình đi rồi, mình xuống đường này đó. Cho nên là nó hơi gần hơn chút xíu, nhìn nó lạ lạ. Còn bây giờ mình đi xa hơn. Đáng đừng đụng chúng mấy người đó nha. Kìa, lấy cái nón đội lên sang. Ào. Hàm. Này đi lần rồi, mấy năm trước á, không biết giờ nó có khác gì không. Ngày xưa đi là không có nhiều người người Nga như bây giờ đâu, mà toàn là Trung Quốc không à. Nghe toàn tiếng Trung không chứ không nghe tiếng Nga nhiều như giờ. Sao tự nhiên mà làm ra được như vậy nữa. Ngăn nắp nhìn nó gọn gàng. Đừng tới thác là thôi đi, chưa tới luôn đi. Lần trước đi tới kia vòng về không tiêu rồi. Có cái gì đây luôn nè ơi. Có. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh ấy đang có ý định làm gì nào. Tự tin sải cánh. Trong vòng 2 mét nào anh ta vô cùng tự tin, vô cùng tự tin. Thần thái rất là quan trọng. Quan trọng nhất là thần thái, anh ta cười rất là tự tin. Nhưng có vẻ anh ấy đã mất thăng bằng từ 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 từ. Cái mặt anh ấy nó bắt đầu ngu đi. Liệu anh ấy có rớt hay không? Liệu nó có rớt hay không? Rớt hay không? Đứng đó, những ngón chân thật là uyển chuyển. Cắm trầu cút. Tao sẽ làm hiệu ứng rung lắc quay phim điện ảnh. Tôi đang theo dõi rất là sát sao những bước đi của anh. Liệu anh có thành công hay không? Anh ấy sắp thành công rồi. Hay chúng ta làm cho anh ấy không thành công đi. Chúng ta. Chập người không có thể qua được. Chọc cười không có gì vui, chúng ta không nên chọc cười. Ghê. Ủa hồi nãy mình có nói hứa gì nó không ta? Hình như không đúng không? Hình như mình không có hứa gì hết. Mấy ngàn. 10 ngàn đâu, 10 ngàn. 5 ngàn, có 3 ngàn à, I love you 3 ngàn.